khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe điều phát lòng Bồ Đề, hết một bao thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao siêu rất thầm mà sâu, huy trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đằng chuyên trì Phật Bồ Tát ơi, Nam mô Kỳ Viên hội thượng Phật Bồ Tát ơi, Nam mô Kỳ Viên hội thượng Phật Bồ Phật. Mới kinh A Di Đà, đây là những điều tôi đã được nghe Phật nói vào một thời người còn cư trú ở tu viện. Cấp cô độc trong vườn cây của Thái Tử Kỳ Đà, hồi đó cùng ở bên Phật có 1250 vị khất sĩ. Trong đó có những vị A-la-hán đệ tử lớn của Phật mà ai cũng biết đến, như các thầy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Viên, Câu Hy La Ly Bà Đa Châu, Lợi Bàn Đà và Nán Đà A Nán Đà, La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lô Phà La Đỏ Ca Lô Đà Di Kiếp Tân Na Bà Câu La Và A Nậu Lâu Đà. Lại cũng có mặt các vị Bồ Tát Đại Nhân như Văn Thù A Dật Đa Càng Đà Ha Đề Thường Tinh Tấn và rất nhiều các vị Bồ Tát lớn như thế, cùng với chư thiên như Thích Đệ Hoàng Nhớ nhiều đến vô lượng điều cùng có mặt. Lúc bấy giờ Phật gọi Xá Lợi Phất và bảo: Từ đây đi qua phương Tây cách khoảng 10 vạn ức cõi Phật, cõi một thế giới gọi là Cực Lạc. Trong cõi ấy có một vị Phật
là A Di Đà hiện đang thuyết pháp này. Xá lợi Phất, đất nước ấy vì sao tên là Cực Lạc? Bởi vì dân chúng trong nước ấy không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc, cho nên cõi ấy được gọi là Cực Lạc. Này nữa Xá Lợi Phất, ở nước Cực là có bài lớp lan can, bài lớp lưới văn, bài lớp hàng cây, tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu bào. Bao quanh giáp vọng gì vậy, cõi ấy được gọi là Cực Lạc. Này nữa Xá Lợi Phất, ở nước Cực là có rất nhiều hồ thất bào, chưa đầy thứ nước có tám công đức, dưới đáy hồ toàn là cát vàng, bốn bên hồ có những lối đi làm bằng vàng bạc, lưu ly và hoa lê. Phía trên các con đường ấy lại có vô số lâu đài cũng được xây dựng, và trang trí bằng các chất liệu vàng bạc, lưu ly pha lê, xa cờ xích châu và mã đào. Xen trong các hồ lớn như những chiếc bánh xe, xen xanh chiếu hào quang, xanh xen vàng chiếu hào quang vàng, xen đỏ chiếu hào quang đỏ, xen trắng chiếu hào quang trắng, hương xen tỏ ra vi diệu và tinh khiết. Xá Lợi Phất, nước Cực Lạc được tô điểm bằng những cái đẹp như thế này. Nữa Xá Lợi Phất, ở đức Phật ấy người ta thường được nghe nhạc từ không vọng xuống đất, được làm bằng vàng ròng mỗi ngày. Sao lần có mưa qua mạng đà la rơi xuống, dân chúng được ấy có thói quen bụi sang lấy làng ngưng đầy cả bông hoa màu nhiệm mấy để đem đi cúng dường. Các vị Phật đang cư trú ở vô số các cõi Phật khác, đến giờ cơm trưa mỗi người đều về kịp nước mình để ăn cơm rồi đi kinh hành. Xá Lợi Phất, nước Cực Lạc đẹp tuyệt vời như thế đây này. Nữa Xá Lợi Phất, ở nước Cực Lạc kia thường có nhiều loại chim đủ màu rất kỳ diệu, như hạt trắng cộng tước anh vũ, Xá Lợi Ca Lân tầng già và cộng mạng những con chim mây sao buổi mỗi ngày thường hót lên những âm thanh hòa nhạc. Trong giọng hót của chúng người ta nghe được tiếng diện xương ca pháp môn ngũ căn ngũ lực đất bồ đề phần bát thánh đạo phần. Dân chúng trong nước nghe được những pháp âm như thế điều nhiếp tâm
trở về thực tập niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Xa lời Phật Thầy đừng tưởng rằng các loài chim mấy được sanh ra trên căn bản nghiệp báo. Tại sao? Tại vì ở nước Phật kia không có ba nẻo đường. Đen tối là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Xa lợi Phật ở nước ấy danh từ ác đạo mà còn không có hung hồn. Là sự thật về ác đạo, những con chim kia đã được Phật A-di-đà biến hóa ra với mục đích là làm cho Pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của Ngài. Xá lợi Phất, ở nước Phật ngay mọi khi có gió nhẹ sao động các hàng cây và các màn lưới châu báu, thì người ta được nghe những âm thanh vi diệu giống như là có trăm ngàn nhã khí cùng mà được tấu lên một lần. Người dân nước ấy mỗi khi nghe các âm thanh kia thì đều nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Xa lời Phật Thầy, nghĩ sao Đức Phật kia tại sao có tên là A-di-đà? Xá lợi Phất, tại vì Đức Phật ấy là ánh sáng vô lượng, có thể chiếu soi được tất cả các cõi nước trong mười phương, mà ánh sáng ấy không hề bị ngăn cách. Vì vậy nên Ngài được gọi là A-di-đà. Hơn nữa, xa lợi Phất, thọ mạng của Đức Phật ngay cùng như của dân chúng trong nước Ngài là thọ mạng vô lượng kéo dài đến vô lượng vô biên kiếp ba tăng kỳ. Vì vậy cho nên danh hiệu của Ngài là A-di-đà. Xá lợi Phất, từ khi Phật A-di-đà thành đạo đến nay, tính ra là đã mười kiếp này nữa. Xá lợi Phất, số đệ tử thanh văn đã đắc quả la hán của Đức Phật ấy nhiều vô lượng, không thể đếm được bằng toán học. Số đệ tử Bồ Tát của Ngài cũng đông đảo như thế này. Xá lợi Phất, nước Phật kia đã được xây dựng bằng những công đức đẹp đẽ như thế này nữa. Xa lại Phất, tất cả những ai sanh về nước Cực Lạc đều có tư kết bất thôi chuyện trong số ấy. Có nhiều vị đã là Bồ Tát nhất sanh, bổ sư số lượng của các vị này đông đảo vô cùng, không thể dùng toán học mà kiểm đếm được. Ta chỉ có thể dùng danh từ vô số A Tăng Kỳ mới diễn tả mà thôi. Xa lợi Phất, chúng sanh mọi nơi khi nghe
cực là điều nên phát tâm sanh về nước ấy. Tại sao? Tại vì sanh về nước ấy thì sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều các bậc thiên nhân cao đức xa lợi khuất nhận kẻ thiếu phước đức và căn lành. Thì ít hy vọng được sanh về cõi ấy, vì vậy xa lợi khuất người con trai lành hay người con gái lành này nào muốn sanh về cõi ấy. Thì khi nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn. Hoặc trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hay bảy ngày, người ấy đến khi lâm chung sẽ được thấy Phật A-di-đà. Và các vị thanh chúng nước ấy hiện ra trước mặt trong giờ phút mấy, tâm trí người kia sẽ được an trú trong đình, không hề điên đảo và tán loạn. Do đó người ấy được vãng sanh ngay về nước cực lạc xá lợi phước, vì thấy được cái lợi ích lớn lao này. Cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng những ai đang nghe tôi nói đây hãy nên phát nguyện sanh về nước ấy xa lợi phước. Nếu trong giờ phút hiện tại tôi đang ca ngợi những lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà, thì tại phương đông có các vị Phật xuất bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm và các vị Phật khác đông như số các sông Hoàng, vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình. Biểu lộ tướng lưới rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên, và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm xa lợi phất. Tại phương Nam có các vị Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Chân Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn và các vị Phật khác đông như số cát sông Hằng, vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình. Biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên, và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin
vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xứng tán vào hộ niệm xa lời Phật. Tại phương Tây có các vị Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại quang, Phật đại minh, Phật bảo tướng, Phật tịnh quang và các vị Phật khác. Đồng như số các sông hàng quỷ nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên, và tôn lên lời tuyên bố thành thật của mình. Lạy toàn thể chúng sanh các cõi quý vị, hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán vào niệm xa lời Phật. Tại phương Bắc có các vị Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trời, Phật Nhật Sanh, Phật Vọng Minh và các vị Phật khác đông như số cá sông hàng quỷ nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ thương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên, và tôn lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị, hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán vào hộ niệm xa lời Phật. Tại phương hạ có các vị Phật sư tử, Phật danh dân, Phật danh quang, Phật đạt ma, Phật pháp tràng, Phật trì pháp và các vị Phật khác đông như số các sông hàng quỷ nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ thương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên, và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị, hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán vào hộ niệm xa lời Phật. Tại phương thượng có các vị Phật Phạm Âm, Phật Tú Dương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diễm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo và Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Dương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiên Nhất Thiết Nghĩa, Phật Tu Di Sơn và các vị Phật khác đông như số cát sông hàng, vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ thương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên, và thốt lên lời tuyên bố thành thật của
mình này toàn thể chúng sanh các cõi. Quý vị ấy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xứng tán và hộ niệm. Xa lời Phật Thầy nghĩ sao, tại sao gọi kinh này là kinh mà tất cả các Phật đều đem hết lòng xứng tán và hộ niệm? Sợ gì như thế là vì những người con trai hoặc con gái nhà lãnh nào nghe được kinh này và nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, hết lòng hành trì và thực tập theo pháp niệm Phật, thì những vị ấy sẽ được tất cả các vị Phật hộ niệm và tất cả sẽ đạt tới quả vị giác ngộ cao tột, không còn bị thối chuyển gì. Vậy cho nên quý vị hãy nên tin vào lời tôi đang nói và cũng là lời chư Phật đang nói. Xa lời Phật, trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì chư Phật cũng đang xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của tôi và nói Phật Thích Ca Mâu Ni thật là hiếm có ai trong cõi ta bà đầy dày năm biểu tố. Ô nhiễm là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt, mà Ngài có thể chứng đắc được qua vị giác ngộ vô thường, và còn tuyên thuyết được cho chúng sanh những pháp môn mà bất kỳ ở đâu mới nghe qua người ta cũng rất có mà phát sanh niềm tin. Xa lời Phật Thầy, nên hiểu cho rằng cư trú trong thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đạt tới quả vị giác ngộ vô thường, và còn diễn giải được cho mọi giới những pháp môn rất khó tin như pháp môn này. Đó là một việc làm quá là cực kỳ khó khăn. Nghe Phật nói kinh này, Thầy Xá Lợi Phất, tất cả các vị khất sĩ và mọi giới thiên nhân A Tu La vân vân, ai cũng quát lòng tin tưởng tiếp nhận làm lễ Phật và lui về chỗ xứ của mình. Kinh tinh yêu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Tát Quán Tự Tại khi quan chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, bỗng soi thấy năm quần đều không có tự tánh thật, chứng điều ấy trong Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Nghe đây Xá Lợi, tự sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính thật là không, không chính thật là sắc. Còn lại bốn quần kia cũng đều như vậy, cả Xá Lợi tự nghe đây thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt.
không nhớ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, cho nên trong tánh không không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhãn nhĩ tỳ. Thiệt thân ý sáu căn không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có mười tám giới từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử cũng không hết lão tử, không khổ tập diệt đạo, không chỉ cũng không đắc, vì không có sợ đắc nên một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt niết bàn tuyệt đối chư Phật trong ba đời ý diệu pháp trí độ. Nên đắc vô thượng giác, vậy nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn nói câu thần chú trí độ Bát Nhã Ba La Mật, nói xong Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: Yết đế, Yết đế Ba La, Yết đế Ba La Tăng, Yết đế Bồ Đề Tát Bà, Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đê A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đề Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà. Sông ấy dài muôn dặm, cho nhất tâm
đại từ đại bi tín dần đạo hòa sư Di Đà Phật. Mang theo
không mà buông. Ơi nay à con nương đấng pháp mà dương đi ca bàn ngày chân nguyện chúng mà sanh
tạng trí huệ như hề. Tự định huệ
Bàn đà già nán đà a nán đà
bà câu la bà a nậu lâu đàn. Lại cũng có mặt các vị Bồ Tát đại nhân như Văn Thù A Dật Đa Càng Đà Ha Đề Thường Tinh Tấn và rất nhiều các vị Bồ Tát lớn như thế. Cùng với chư thiên như Thích Đệ Hoàng Nhân nhiều đến vô lượng đều cùng có mặt lúc bấy giờ. Phật gọi Xá Lợi Quốc và bảo: Từ đây đi qua phương Tây cách khoảng mười vạn ức cõi Phật, cõi một thế giới gọi là Cực Lạc. Trong cõi ấy có một vị Phật tên là A-di-đà, hiện đang thuyết pháp này. Xá Lợi Phất, đất nước ấy vì sao tên là Cực Lạc? Bởi vì dân chúng trong nước ấy không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc, cho nên cõi ấy được gọi là Cực Lạc. Này nữa Xá Lợi Phất, ở nước Cực là có bài lớp lan can, bài lớp lưới văn, bài lớp hàng cây, tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu bào. Bao quanh giáp vọng gì vậy, cõi ấy được gọi là Cực Lạc. Này nữa Xá Lợi Phất, ở nước Cực là có rất nhiều hồ thất bào, chưa đầy thứ nước có tám công đức. Dưới đáy hồ toàn là cát vàng, bốn bên hồ có những lối đi làm bằng vàng bạc. Lũ ly và hoa lê phía trên các con đường ấy lại có vô số lâu đài cũng được xây dựng, và trang trí bằng các chất liệu vàng bạc. Lũ ly hoa lê xa cờ xích châu và mã đào sen trong các hồ lớn như những chiếc bánh xe sen xanh chiếu hào quang, xanh sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen trắng chiếu hào quang trắng, hương sen tỏ ra vi diệu và tinh khiết. Xá Lợi Phất, nước Cực Lạc được tô điểm bằng những cái đẹp như thế này. Nữa Xá Lợi Phất, ở nước Phật ấy người ta thường được nghe nhạc từ không vọng xuống đất được làm bằng vàng ròng. Mỗi ngày sau lần có mưa qua mạng đà la rơi xuống, dân chúng được ấy có thói quen bụi sang lấy làng ngưng đầy cá bông qua màu nhiệm mấy để đem đi cúng dường. Các vị Phật đang cư trú ở vô số các cõi Phật khác, đến giờ cơm trưa mỗi người đều về kịp nước mình để ăn cơm rồi đi kinh hành. Xá Lợi
cực lạc đẹp tuyệt vời như thế đây này nữa. Xa lợi khuất ở nước cực là kia thường có nhiều loại chim đủ màu rất kỳ diệu, như hạt trắng không tước anh vũ xá lợi ca lân tầng già và cộng mạng. Những con chim mây sao buổi mỗi ngày thường hót lên những âm thanh hòa nhạc, trong giọng hót của chúng người ta nghe được tiếng diện dương ca pháp môn ngũ căn ngũ lực đất bồ đề phần bát thánh đạo phần. Dân chúng trong nước nghe được những pháp âm như thế điều nhiếp tâm trở về thực tập niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Xa lợi Phật thầy đừng tưởng rằng các loài chim mấy được sanh ra trên căn bản nghiệp báo. Tại sao? Tại vì ở nước Phật kia không có ba nẻo đường, đen tối là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Xa lợi Phật ở nước ấy danh từ ác đạo mà còn không có huống hồ là sự thật về ác đạo. Những con chim kia đã được Phật A Di Đà biến hóa ra với mục đích là làm cho pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của ngài. Xá lợi Phất ở nước Phật ngay mọi khi có gió nhẹ sao động các hàng cây và các màn lưới châu báu, thì người ta được nghe những âm thanh vi diệu giống như là có trăm ngàn nhã khí cùng mà được tấu lên một lần. Người dân nước ấy mỗi khi nghe các âm thanh kia thì điều nhiếp tâm niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Xa lợi Phật thầy nghĩ sao đức Phật kia tại sao có tên là A Di Đà? Xa lợi Phật tại vì đức Phật ấy là ánh sáng vô lượng có thể chiếu soi được tất cả các cõi nước trong mười phương, mà ánh sáng ấy không hề bị ngăn cách. Vì vậy nên ngài được gọi là A Di Đà. Hơn nữa xa lợi Phất thọ mạng của đức Phật ấy cùng như của dân chúng trong nước ngài là thọ mạng vô lượng kéo dài đến vô lượng vô biên kiếp ba tấn kỳ. Vì vậy cho nên danh hiệu của ngài là A Di Đà Xá Lợi Phất. Từ khi Phật A Di Đà thành đạo đến nay tính ra là đã mười kiếp này nữa Xá Lợi Phất. Số đệ tử thanh văn đã đắc quả la hán của đức Phật ấy nhiều vô lượng không thể đếm được bằng toán học. Số đệ tử bồ tát của ngài cũng đông đảo như thế
này xa lại quốc nước Phật kia đã được xây dựng. Bằng những con đức đẹp đẽ như thế này nữa xa lại quốc tất cả những ai sanh về nước Cực Lạc đều có hư kết. Bất thôi chuyện trong số ấy có nhiều vị đã là Bồ Tát nhất sanh bổ sư, số lượng của các vị này đông đảo vô cùng. Không thể dùng toán học mà kiểm đếm được, ta chỉ có thể dùng danh từ vô số A Tăng Kỳ mới diễn tả mà thôi. Xa lời Phật, chúng sanh mọi nơi khi nghe nói tới nước Cực là điều nên phát tâm sanh về nước ấy. Tại sao? Tại vì sanh về nước ấy thì sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều các bậc thiên nhân cao đức. Xa lời Phật, nhận kẻ thiếu phước đức và căn thì ít thì vọng được sanh về cõi ấy. Vì vậy xa lời Phật, người con trai lành hay người con gái lành này nào muốn sanh về cõi ấy thì khi nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà phải nắm danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn. Hoặc trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hay bảy ngày, người ấy đến khi lâm chung sẽ được thấy Phật A Di Đà và các vị thanh chúng nước ấy hiện ra trước mặt. Trong giờ phút mấy tâm trí người kia sẽ được an trú trong đình, không hề điên đảo và tán loạn. Do đó người ấy được vãng sanh ngay về nước Cực Lạc. Xá lợi Phật, vì thấy được cái lợi ích lớn lao này cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng ngày những ai đang nghe tôi nói đây hãy nên phát nguyện sanh về nước ấy. Xá lợi Phật, nếu trong giờ phút hiện tại tôi đang ca ngợi những lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà, thì tại phương đông có các vị Phật xuất bệ Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm và các vị Phật khác đông như số các sông Hoàng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả
các Phật trong vũ trụ đều đem mất lòng xưng tán vào niệm xa lợi Phật. Tại phương Nam có các vị Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Chân Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn và các vị Phật khác đông như số cá sông Hằng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị, hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán vào niệm xa lợi Phật. Tại phương Tây có các vị Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại quang, Phật đại minh, Phật bảo tướng, Phật tịnh quang và các vị Phật khác đồng như số các sông Hằng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và tôn lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị, hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán vào niệm xa lợi Phật. Tại phương Bắc có các vị Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trời, Phật Nhật Sanh, Phật Vọng Minh và các vị Phật khác đông như số cá sông Hằng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ thương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và tốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị, hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm xa lời Phật. Tại phương hạ có các vị Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp và các vị Phật khác đông như số các sông Hằng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị, hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ
đều đem hết lòng xưng tán vào hộ niệm xa lợi Phật. Tại phương thượng có các vị Phật phạm âm mầm, Phật tu dương, Phật hương thượng, Phật hương quang, Phật đại diện kiên, Phật tạp sắc bảo và nghiêm thân, Phật ta la thọ dương nằm, Phật bảo và đức, Phật kiên nhất thiết nghĩa, Phật tu di sơn và các vị Phật khác đồng như số cá sông hàng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, này biểu lộ thương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới. Tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình, này toàn thể chúng sanh các cõi. Quý vị ấy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xứng tán vào hộ niệm. Xa lợi Phật, thầy nghĩ sao, tại sao gọi kinh này là kinh mà tất cả các Phật đều đem hết lòng xứng tán vào hộ niệm? Sợ gì như thế là vì những người con trai hoặc con gái nhà lãnh nào nghe được kinh này và nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, hết lòng hành trì và thực tập theo pháp niệm Phật, thì những vị ấy sẽ được tất cả các vị Phật hộ niệm, và tất cả sẽ đạt tới quả vị giác ngộ cao tột, không còn bị thối chuyển gì. Vậy cho nên quý vị hãy nên tin vào lời tôi đang nói, và cũng là lời chư Phật đang nói. Xa lợi Phật, trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì chư Phật cũng đang xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của tôi, và nói Phật Thích Ca Mâu Ni thật là hiếm có ai trong cõi ta bà đầy dày năm biểu tố. Ô nhiễm là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt, mà Ngài có thể chứng đắc được qua vị giác ngộ vô thường, và còn tuyên thuyết được cho chúng sanh những pháp môn mà bất kỳ ở đâu mới nghe qua người ta cũng rất có mà phát sanh niềm tin. Xa lời Phật, thầy nên hiểu cho rằng cư trú trong thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đạt tới quả vị giác ngộ vô thường, và còn diễn giải được cho mọi giới những pháp môn rất khó tin như pháp môn này. Đó là một việc làm quá là cực kỳ khó khăn. Nghe Phật nói kinh này, thầy Xá Lợi Phất, tất cả các vị khất sĩ và mọi giới thiên nhân A Tu La vân vân, ai cũng quát lòng tin tưởng tiếp nhận làm lễ Phật.
Phật và đối về chỗ xứ của mình. Kinh tinh yêu bác nhà Ba La Mật Đa, Bồ Tát Quán Tự Tại khi quan chiếu thăm sau bác nhà Ba La Mật, bỗng soi thấy năm quận đều không có tự tánh thật chứng điều ấy. Trong ngày vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn, nghe đây xá lợi tự sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính thật là không, không chính thật là sắc. Còn lại bốn quận kia cũng đều như vậy, cả xá lợi tự nghe đây thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhớ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, cho nên trong tánh không, không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhãn nhĩ tỳ. Thiệt thân ý sáu căn không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có mười tám giới từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử cũng không hết lão tử, không khổ tập diệt đạo, không chỉ cũng không đắc, vì không có sợ đắc nên một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt niết bàn tuyệt đối chư Phật trong ba đời ý diệu pháp trí độ. Nên đất vô thượng giác, vậy nên phải biết rằng bát nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn nói câu thần chú trí độ bát nhã Ba La Mật, nói xong Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: Yết đế, Yết đế Ba La, Yết đế Ba La Tăng, Yết đế Bồ Đề Tát Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Đị Đô Bà Tỳ A Di Đị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Đị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đị Đa Tỳ Ca Dạ di ni dạ dạ na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà dạ đa tha dạ đa dạ đa điệt dạ tha di trị đô bà tề a di trị đa tất ni đam bà tề a di trị đa tề ca lan đề a di trị đa
lắng nơi và di niệm và dạ na chỉ đa ca lệ ta bà sông ấy dài muôn dầm biển mê sông mê vàng tầm cõi luân hồi muôn thoát ơi niệm Phật cho nhất tâm Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Hòa Sư Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thế Tôn lời giải tỏ tường mấy điều quán tưởng phải thường xét ngài ra chúng sanh rồi phải bị già không mà ai tránh khỏi lúc mà qua cánh tàn. Chú
phẩm là hàng mẹ cha
qua nợ thấy Phật hiện ra vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền nguyện đem công đức hiện tiền hướng về cấp cả các miền gần xa con và cha mẹ ông bà chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân từ Phật